Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đoàn Quang Tú, học sinh lớp 11A3, trường Trung học phổ thông Trường Chinh. Đến với cuộc thi review sách lần này, mình sẽ mang đến cho mọi người một cái sách mang tên Đừng lựa chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ của tác giả Cảnh Thiên. Cuốn sách Đừng lựa chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ được phát hành bản tiếng Việt do dịch giả Đặng Luân phiên dịch vào tháng 9 năm 2019, chịu trách nhiệm bởi Nhà xuất bản Thế giới. Trong quyển sách này, tác giả Cảnh Thiên thẳng thắn chia sẻ về những quan điểm, trải nghiệm mà bản thân có, với những câu chuyện bổ ích, chân thật và có tầm ảnh hưởng tích cực đến người đọc. Với văn phong nhẹ nhàng tinh tế mà sâu sắc, chắc hẳn bạn sẽ thấy đâu đó trong quyển sách này đang tiềm ẩn điều gì đó về bạn. Ai trong số chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc khi về già. Để có được những thành công đó, chắc chắn khi còn trẻ, bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Đừng lựa chọn an nhàn trong những năm tháng cần sự phấn đấu. Nhưng khi còn ở độ tuổi thanh xuân, với sự nhiệt huyết, hãy bước về phía trước. Cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ sẽ cho bạn thấy được nếu tuổi trẻ của bạn trôi qua một cách an nhàn, thì sau này, cuộc sống của bạn sẽ ra sao. Bên cạnh đó còn tiếp thêm động lực cho bạn. Đừng sợ thất bại, làm chưa được thì hãy làm lại. Mở đầu cuốn sách là những dòng cảnh tỉnh một bộ phận nhỏ giới trẻ hiện đại trên hành trình đi đến trưởng thành đều phải trải qua những ngày tháng trầm luân, vất vả. Với lời văn hướng triết lý cuộc sống, dường như tác giả muốn gửi gắm những kinh nghiệm mà tác giả tích góp được đến các bạn đọc. Vốn dĩ, cuộc sống luôn biến hóa khôn lường, vì thế ở mỗi bản thân, chúng ta luôn phải biết cách tự thích nghi, tận dụng từng giây, từng phút để quyết định và thay đổi cuộc đời phong phú hơn và thêm phần ý nghĩa. Đối diện với gian nan, khốn khổ, không thể tránh khỏi, nghi thấy chính là thiên đường, nghi quẩn chính là địa ngục, nó liên quan đến tâm thế của mỗi người. Tác giả nhấn mạnh vào sự nỗ lực trong mỗi người, mọi nỗ lực đều có ý nghĩa và sống cuộc sống không có hối hận, không có giá như. Trong cuộc sống còn rất nhiều điều mà ta phải học hỏi, chúng ta cần làm nhiều việc để rút ra nhiều kinh nghiệm và tiếp thu được nhiều kiến thức trong cuộc sống. Nếu như bạn cảm thấy bản thân không biết nên làm gì thì nên đến với Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ để biết rõ hơn việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Hơn nữa, bạn có thể biết được ước mơ của mình là gì và sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ đó bằng mọi sự cố gắng, nỗ lực. Thế gian này không có bán thuốc hối hận. Quá khứ một khi đã qua đi thì không thể quay trở lại. Con người chúng ta không thể thay đổi được gì cả. Chúng ta chỉ có năng lực thay đổi một thứ duy nhất, đó chính là kết quả của vấn đề. Dù sinh ra trong nghèo khó, ta vẫn có thể thay đổi được kết quả ấy để trở thành một người thành đạt trong tương lai. Một chiếc chìa khóa nếu được sử dụng thường xuyên thì sẽ sáng bóng, còn nếu ta vứt nó trong một góc không dùng đến, chìa khóa sẽ bị reset và không sử dụng được. Cũng giống như con người, làm việc, nỗ lực cho tương lai sẽ khiến ta ngày càng tốt hơn, còn lười biếng, tích hưởng thụ, sự an nhàn sẽ làm bản thân trì trệ, tụt hậu đi rất nhiều. Tuổi trẻ, thời gian và năng lượng là những gì chúng ta cần và trân quý để làm hành trang chinh phục thành công. Và điều hiển nhiên, nếu ta phí phạm chúng thì chắc chắn chúng ta sẽ hối tiếc mãi về sau. Vậy nên, đừng bao giờ lãng phí khoảng thời gian tuyệt vời ấy. Quyển sách như một thời thanh xuân thu nhỏ là những kinh nghiệm, bài học được đúc kết của tác giả về những gì đã trải qua, những vấp ngã đầu đời và những bước chân cập khẽnh đến thành công sau những lần vấp ngã. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ muốn nói chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng. Muốn được thành công trong tương lai thì phải nỗ lực, chịu khó. Không phải ai cũng thành công dễ dàng cả. Ngoài ra, sách còn thuyết phục người đọc bằng cách đưa ra các dẫn chứng về sự gian lao của những người thành công đi trước. Xin đừng suy nghĩ rằng cuộc đời vẫn còn dài lâu, vẫn còn đủ thời gian để thực hiện nhiều việc. Hãy trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Quyển sách sẽ giúp bạn nhận ra bản thân nên làm gì tiếp, tiếp thêm cho bạn ý chí quyết tâm, sức mạnh và nghị lực để bạn cố gắng thay đổi từng ngày, phấn đấu trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Vì sách chia thành nhiều câu chuyện nhỏ nên bạn không cần đọc hết một lần theo thứ tự, mà có thể đọc vào những lúc rảnh rỗi hoặc khi quá chán nản với những kế hoạch và dự định sắp tới. Bạn có thể dựa vào mục lục của sách để chọn ra những phần mà mình muốn đọc nhất. Vào những lúc tinh thần tụt dốc như vậy, những bài học trong sách sẽ giúp bạn cảnh tỉnh, kéo bạn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giúp bạn có nhận thức đúng đắn hơn, tạo động lực và vực dậy tinh thần của bạn.
Mình thực sự rất thích câu nói, nếu chưa từng điên cuồng theo đuổi ước mơ của mình, bạn đã phụ thanh xuân mất rồi. Cuối cùng, mình xin kết thúc phần review và rút ra được bài học cho bản thân rằng còn trẻ mà lựa chọn an nhàn thì đúng là một sai lầm lớn, phải ra ngoài bươn trải với cuộc sống để không phải nuối tiếc với tuổi trẻ của chính mình.